Ngày xưa, ngày xưa, vào cách đây rất là lâu, tại đây xảy ra một trận chiến lâu dài. Lệnh cho Thái Ức Chân Nhân tạo ra Bia Thông Thiên, đè Long Thái Tử hiếu chiến. Long Dương và tổng binh Lý Tịnh của Trần Đường Quang thỏa thuận ngừng chiến. Ai nấy đều nghĩ hòa bình đến rồi. Giờ lúc này tôi ở trong bụng của mẹ tôi đã được 3 năm 6 tháng. Ngươi là yêu quái hay thần tiên, ngày nào cũng đến đánh nhau với ta, tiền quá đi. Na Tra, lại đánh nhau với ai? Còn không thể yên tĩnh mà học bài hay sao? Chỉ biết làm bậy. Ba ra đây, con chán đến sắp chết rồi đi. Ba cho con ra ngoài chơi đi. Không được, con ra ngoài chỉ riêng mẹ cho ta. Hãy cho con học võ đi, là một đại anh hùng giống như cha. Chúng ta cùng nhau lên chiến trường. Chiến trường không phải là nơi để vui chơi. Vậy thần tiên còn lợi hại hơn đại anh hùng sao? Làm gì có thần tiên nào chứ. Con nghe nói thần tiên ở trên trời, họ có thể trường sinh bất lão, chết đi sống lại. Không có chuyện này đâu, đều là thần thoại thôi. Mọi người đều nói con rồng xấu xa ở dưới biển là do thần tiên chinh phục, đều là gạt con nít cả thôi. Vậy chết đi sống lại cũng là giả hay sao? Na Tra, mạng sống chỉ có một, không ai là ngoại lệ cả. Vậy còn không cho con ra ngoài chơi? Na Tra đến rồi, Na Tra đến rồi kìa. Na Tra mau xuống đi. Người ở phía trước cẩn thận nhé. Na Tra đến rồi. Đừng qua đây. Đứa con này, nó làm sao lên đó được vậy chứ? Con à, đừng bao giờ động đậy đó. Ta đến đây, đừng qua đây, chúng tôi tự lo được rồi. Đừng qua đây mà. Đứa bé này đúng là mạnh thật đó. Đứa con ngốc à, mẹ chỉ cần con được bình an. Nút thắt may mắn này ngày nào cũng phải mang theo, nó có thể phù hộ cho con. Đừng có ngày nào cũng ra ngoài sinh sự hả? Mẹ yên tâm đi. Hôm nay con sẽ đến chỗ của tường thành phụ giúp, sẽ về nhanh thôi mà. Đừng, đừng đi mà. Đứa con này. Thank you.
Chỗ binh khí cần chế tạo gấp này hôm nay bắt buộc phải chuyển qua thành. Rõ. Bên trong thành cần phải gia cố thêm. Tướng quân, chúng tôi đang gia công ngày đêm. Na Tra đến rồi. Mọi người cẩn thận đó. Ta đến để phụ giúp. Na Tra, đừng có nhanh quá. Cái gì? Nhanh hơn nữa sao? Được thôi. Mau ngừng lại đi nào. Lần này tiêu rồi. Mau cứu người. Ta không sao đâu. Lại là con sao, Na Tra? Lần này tiêu thật rồi. Nếu lo, mau đi mở cửa cho ta. Lại được tự do rồi. Nhanh, nhanh lên. Đứa con này thật không ra thể thống gì. Tướng quân à, đã nhốt Na Tra cả một ngày rồi. Có phải nên thả con nó ra không hả? Không được đâu. Sao thì không được phép thả nó ra. Hà tất phải như vậy chứ. Nó vẫn là trẻ con mà. Lý gia ta đời đời là tướng. Không ngờ nó lại thành ra như vậy. Nhưng mà tướng quân à, ngài hãy nhìn đóa hoa sen đang ngủ nè. Trước đây chỉ mọc ở trong bồn dưới đáy nước. Đợi đến lúc thích hợp lại có thể trở thành một đóa hoa xinh đẹp. Tướng quân không thể cho Na Tra thêm thời gian hay sao? Rồi thằng bé sẽ khôn lớn và hiểu chuyện thôi. Hiểu chuyện sao? Nó không phá quỷ Trần Đường Quan đã là may mắn lắm rồi. Biết ngay là chán ghét mình. Tên Na Tra đó là cái đồ gây họa mà. Còn gì nữa? 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn. Hôm trước còn làm sạch nhà của lão Phạm nữa. Trần Đường Quan, chúng ta đã đắc tội rồi. Sao con còn chưa đi ngủ? Con muốn đọc thêm sách. Tiểu phường nhà ta thật là chăm chỉ. Sau này lớn lên nhất định sẽ có tiền đồ. Chỉ cần đừng giống như Na Tra là được rồi. Nghe nói tên tiểu tổ tông đó hôm nay lại gây họa nữa rồi. Còn không phải sao? Thật đúng là mất mặt của Lý gia. Điều nói mình là không tốt. Không có một ai thích mình cả. Mình giúp họ làm nhiều việc như vậy, lòng tốt không được báo đáp. Đến cha của mình cũng giống họ luôn. Ngươi, chỉ biết dùng cặp mắt chọi gà nhìn trừng trừng ta. Tránh ra đi. Đừng có suốt ngày đi theo ta. Ai cũng chán ghét ta hết. Vậy ta sẽ rời khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa. Truyền chỉ, bổn vương phải đến đại hội thượng nghị phong thần. Thời gian này sẽ do ngươi trông coi Đông Hải Long tộc. Ngươi phải nghiêm quản quân kỷ, không được manh động. Rõ. Vị chức nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ Long cung. Kể từ sau khi thái tử bị thiên đình phong ấn, ta đành gửi gắm hết hy vọng vào tiểu nữ của ta. Nhưng mà người khiến ta lo lắng nhất lại là nó. Suốt ngày đi sinh sự, giống như một đứa con trai. Ai cũng không quản nổi. Nếu nó có được hơn nữa thiên phú và năng lực như ngươi thì tốt rồi. Dương vị của ta phải truyền lại cho người như ngươi mới đúng đó. Đại Dương, dạ so thần có được năng lực như ngày hôm nay đều là nhờ người chỉ dạy đúng đắn đó. Không cần khiêm tốn, đây đều là do ngươi nỗ lực đạt được. Thank you.
chúng ta đã già rồi, sau này Long Cung sẽ có một chủ nhân mới. Người này nhất định phải cơ trí, thông minh, dũng cảm hơn người, có thể khiến mọi người đoàn kết, giúp cho Long tộc vĩnh viễn có thể đứng sừng sững ở đại dương bao la này. Ta có thể tin tưởng ngươi hay không hả? Ti chức sẽ không phụ lòng của người đâu. Dương vị của ta sớm muộn cũng sẽ truyền cho con gái của ta. Vào khoảng thời gian ta lên thiên đình này, hãy thay ta quản giáo nó thật tốt. Nếu nó còn giống như đại ca của nó, làm cho ta mất mặt, ta sẽ xấu hổ không dám gặp người khác. Rõ. Tiên chức nhất định sẽ thay người chăm sóc tốt cho công chúa. Không được hành động tùy tiện với Trần Đường Quang, tránh kinh động thiên đình. Cung tiễn đại dương. Cuối cùng lão già đáng chết đó cũng đi rồi. Ta cảm thấy cực kỳ tốt. Ta cảm thấy cực kỳ tốt. Ta cảm giác toàn thân như được nạp một nguồn điện 100.000 V. Ta cảm thấy cực kỳ tốt. Không còn ai có thể bó buộc ta nữa. Không còn ai có thể kiểm soát được ta. Cái lão già lề mề nói da như đĩa đó cuối cùng cũng đã đi rồi. Cha ta ra chiến trường rồi không quay lại. Ông nội ta chiến trường cũng không quay lại. Cha của ta, ông nội của ông nội ta ra chiến trường rồi đều không quay lại. Ta mong chờ, ta mong chờ. Rồi lại xuất hiện Tam Thái tử Long Dương, lại bị lão già đó làm hỏng chuyện tốt, chinh chiến xa trường, xong đến nơi nguy hiểm. Ta cũng muốn giống được như tổ tiên. Trước trận chiến bị dùi dập, trong hỗn chiến bị tên bắn xuyên qua. Cho dù có bị vũ khí kỳ lạ làm hỏng gương mặt anh tuấn, nhưng mà tại sao? Nhưng mà tại sao Long Dương trước đây trở nên rất nhút nhát? Nhưng mà không sao, không là gì cả. Bởi vì đại dương sẽ thuộc về ta. Vận mệnh nằm trong tay của ta. Ta muốn làm gì thì làm, gây nên khói lửa. Cho dù có làm khơi dậy chiến tranh, đại dương chính là của ta. Đại dương chính là của ta. Nắm binh quyền trong tay, mua chuộc đại thần, ngai vàng đáng yêu, tương lai sáng lạn. Chỉ cần thủ tiêu Long Nữ, ta sẽ là vua của Đông Hải. Muốn tạo phản à? Không ngờ là ngươi, thâm tàn bất lộ. Điệu nhảy ngươi nhảy vừa rồi, xấu quá đi. Ta nói mà, ngươi là kẻ ngốc nhất Long Cung này, khiến công chúa phải cười chê rồi. Ta ra ngoài chơi một chút, ngươi từ từ chơi một mình đi. Công chúa, ngươi phải cẩn thận đi. Cẩn thận đó. Từ khi nào mọc thành một phiến rừng vậy? Liễu Lo, bên này có đường, mau đến đây Liễu Lo.
Ta chờ đợi thật là cực khổ. Lão bá, ông đang chờ ta hả? Ta đang chờ nó. Cuối cùng đóa hoa sen đó cũng nở rồi. Không phải chứ, ta thấy còn lâu lắm nó mới nở mà. Là chính nó nói cho ta biết mà. Ngươi không nghe thấy sao? Nó nói là tôi sắp sửa nở rồi. Tôi sắp nở rồi. Xui xẻo thật, mới sáng sớm đi gặp người điên. Lão bá à, ông đừng hồ đồ nữa. Hoa thì làm sao mà biết nói chuyện chứ? Xe này giống những hoa khác đâu. Rồi, vậy bây giờ ta sẽ đi hái nó, xem ông làm sao nói chuyện với nó được đây. Cho tiểu tử ngươi nói bừa. Lão yêu quái, ông hại ta. Liễu Lo, Liễu Lo, mày tỉnh lại đi. Mày bị sao vậy? Hay, ta không nhìn nhầm ngươi. Từ con đường này về phía tây đến động Kim Quang. Đến động Kim Quang ngươi sẽ là đồ đệ của ta. Ông làm Liễu Lo của ta bị thương, còn muốn nhận ta làm đồ đệ hả? Ta-da. Hai bảo bối này, một món gọi là hỗn thiên lăng, một món gọi là dòng càng khôn. Thế nào, nghe thấy lợi hại lắm có phải không? Đừng quên đó, đi về phía tây đến động Kim Quang tìm ta. Dám hỏi, ông là ai vậy? Nhớ kỹ, ta chính là Thái Ức Chân Nhân. Thái Ức Chân Nhân? Chẳng phải chỉ là một ông già béo có bộ râu dài thôi sao? Động Kim Quang? Chắc cũng chỉ là một cái động quang thôi. Ngươi tạo phản hả? Dám đánh chủ nhân của mình. Ê da, ê da, đồ đáng ghét. Ông già béo hại ta rồi. Ông già béo đó cũng có chút tài nghệ đó. Mình cũng đang không có sư phụ. Chính là ông ấy, Động Kim Quang. Mình phải bái Thái Ức Chân Nhân làm sư phụ. Liễu Lo, chúng ta xuất phát.
phía trước có tiếng gì vậy? Tiểu công chúa, ngươi không có cơ hội thừa kế vương vị nữa rồi. Ta nhổ sừng rồng của ngươi, ngươi xuống địa ngục cũng không kiện cáo được ta, bởi vì ngươi sẽ không nhớ được điều gì cả. Đứng lại, thật là bất lịch sự, mau xin lỗi ta đi. Xin lỗi? Người bảo vua của Đông Hải xin lỗi sao? Ta là thiếu gia của Trần Đường Quang đó nha. Xin lỗi đi. Con nít, ta ghét con nít. Người giết đồ bừa bãi ban nãy cũng là ngươi. Đúng thì sao? Ngươi có thể làm gì ta? Đồ khốn, hôm nay ta nhất định phải trang điểm giúp cho ngươi. Tên nhóc ngố kia cười cái gì? Ăn phải phân chim rồi sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở to mắt xem pháp khí của ta đây. Ngươi thật sự là con trai của Lý Tịnh sao? Không biết ngươi có hợp với khẩu vị của ta không? Ây da, ây da, mẹ ơi, dọa chết tôi rồi. Tiểu tử, lần sau ta nhất quyết nuốt ngươi cho bằng được. Giận quá ảnh hưởng đến sức khỏe, thấy ngươi nóng tính như vậy chắc chắn là không sống lâu rồi. Ngươi chờ đó, ta sẽ đến Trần Đường Quang tìm ngươi. Lý Lo, sao vậy? Sóng ngầm cuồn cuộn, sắp tới Long Cung ắt sẽ xảy ra chuyện lớn. Bổn tướng đang có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo tế tư ngài. Hả? Có tin nội bộ gì mau nói đi. Tôi phát hiện được cái này bên bờ biển gần Đường Quan. Long nữ đã... Tiểu công chúa, là ai? Là ai vậy? Là ai đã nhẫn tâm ra tay độc ác với lại công chúa? Tên hung thủ đáng chết, ta nhất định khiến cho hắn phải hiện hình. Là một đứa bé, không thể nào. Tên nhóc này là con trai của tổng binh Lý Tịnh Trần Đường Quang. Nó tên là Na Tra, mang thai 3 năm mới ra đời.
trời sinh có sức mạnh thần kỳ, đúng là một tai họa. Xem ra chiến tranh là không thể tránh khỏi rồi. Lúc nãy quá nguy hiểm, lão già điên đó cũng có chút lợi hại. Xém chút nữa nhìn ra do đại ca huynh làm. Đại ca trí dũng song toàn xử lý long nữ, còn mượn miệng của đại tế tư giá họa cho Trần Đường Quan. Trong số các lão quan thần, đại tư tế là người có uy danh nhất, nói gì cũng đều có người tin. Câm miệng đi, hãy nuốt sự thật vào trong bụng. Tại sao lại có hứng thú với biếm tóc của ta như vậy chứ? Tự buộc cho mình không phải là được rồi sao? Không thích, ta chỉ thích hai búi tóc trên đầu của ngươi thôi. Nếu lo, đều tại ngươi làm nha đầu đó tỉnh lại đó. Chạy giỏi thật, xem ngươi có thể đuổi theo tới khi nào đây. Ta thật sự không có gạt ngươi, ta không nhớ được gì cả. Ngươi cũng không nhớ được bản thân mình là ai sao? Xem ra đầu bị thương thật sự không nhẹ đâu. Ngươi đừng có nhổ búi tóc của ta nữa. Ta đưa ngươi đến động Kim Quan, ở đó có một ông già có lẽ có thể chữa khỏi cái đầu của ngươi. Dù sao thì ngươi đi đâu ta sẽ theo đó. Lại nữa rồi, ngươi phiền quá đi. Đừng có chạy nữa, ngươi không thấy mệt sao? Nơi này đẹp quá. Động Kim Quan mà ngươi nói có đẹp như vậy không? Nhà đầu nói nhiều quá. Không biết là bị gia đình nào đuổi đi nữa. Ai bị đuổi chứ? Ngươi bị đuổi đi hả? Ta... Ngươi thật là đáng thương. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Ngươi chăm sóc cho ta? Ngươi lấy gì chăm sóc cho ta? Bất quá, ngươi theo ta về nhà là được rồi. Nhà ngươi hả? Ngươi vẫn nhớ nhà mình ở đâu sao? Nhà của ta ở... Ở trên trời hả? Ở dưới biển. Ta thấy là nhà của ngươi ở... Núi Càn Nguyên. Nơi này chẳng có cái gì cả. Không tìm được người chữa bệnh cho ta cũng không sao. Tặng cái búi tóc của người cho ta đi. Người muốn nó để làm gì? Đừng qua đây nha. Nha đầu này, người phiền quá đi à. Động Kim Quan, núi Càn Nguyên đều là gạt người cả. Thái Ức Chân Nhân là kẻ lừa gạt. Ai dám mắng sư phụ của ta? Ai đang nói vậy? Thái Ức Chân Nhân là kẻ lừa đảo không hơn không kém. Chứ tiêu rồi, lần này búi tóc nhỏ trở thành búi tóc dễ lên rồi. Cứu mạng ta với, làm mình hết cả hồn. Hai người mau ra đây cho ta. Làm nhục sư phụ của ta, ta liều với các ngươi. Quái vật, ỷ lớn hiếp nhỏ, không biết xấu hổ. Tốt lắm, thế này mới giống đánh nhau. Tiếp tục. Ta tên là Thổ Hành Tôn, đại đệ tử thập môn của Động Kim Quan núi Càn Nguyên. Ta vẫn chưa bước qua cửa, ngươi tỏ vẻ cái gì chứ? Cái đồ tí hon có tên là ta đập một phát, người bay đi mất không?
Đừng khóc nữa. Đừng có khóc mà, nghe lời đi nào. Tốt lắm, cuối cùng cũng đến rồi. Đừng khóc nữa, là Nam Nhi không được ăn dạ. Đứng lên đi. Nói, lai lịch thế nào, người ở đâu? Sao trong chốc lát lại biến nhỏ thế này? Tỷ tỷ à, nói chuyện với con nít thì phải nhỏ tiếng, đừng làm nó sợ lại khóc nữa đó. Ta đến từ nơi xa xôi. Ta là thần đồng trời sinh, tinh thông 18 môn võ nghệ. Thằng bé đã học các loại pháp thuật, sở trường là độn thổ. Nhớ mặt đứt ta có thể chạy đi nghìn dặm. Sức mạnh của ta là vô biên, sức ăn cũng rất là lớn. Một bữa có thể ăn 70 cái màng thầu, tương đương với 120 bát cơm, 200 cái bính bính đầu. Nhưng mà ông trời đố kỵ với người tài. Khi luyện công, ta bị tẩu hỏa nhập ma, cứ luôn không thể khống chế được sự thay đổi của bản thân. Vậy là ngươi cũng đến tìm Thái Ất Chân Nhân để chữa bệnh hả? Vậy rốt cuộc là có núi Càn Nguyên không đây? Ở đây chính là núi Càn Nguyên. Nói đến ngọn núi Càn Nguyên này, phải nói từ 10.000 năm trước. Năm xưa trời đất hỗn độn, vạn vật. Người nói nhiều quá, câm miệng đi. Trước khi tìm được động thiên quan, không được phép nói chuyện. Đi phía trước dẫn đường. Hay sao hả? Báo thù, báo thù, báo thù, báo thù, báo thù. Quan có đầu, nợ có chủ. Nhớ kỹ khuôn mặt này. Hắn chính là Na Trai. Bắt lấy Na Trai. Một mạng đổi một mạng. Cứ làm như vậy, Trần Đường Quan, ngày tàn của ngươi đã đến rồi. Phải, 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 phải. Tên ngốc đó thật sự có chút bản lĩnh ha. Xem, chúng ta đến rồi. Vừa sấm sét vừa có mưa. Nơi quái quỷ gì vậy hả? Tuyết rơi rồi, đúng lúc có thể hạ nhiệt cho ngươi. Chút tuyết này không hạ được cơn giận của ta. Vậy thì xin một trận đá tuyết vậy. Ôi trời ơi, chạy mau lên. Lẽ nào nha đầu này chính là miệng quạ trong truyền thuyết hả? Phía trước hết đường rồi. Tiểu thổ, ngươi dẫn bọn ta đi đường gì vậy chứ? Lúc nãy rõ ràng là ngươi không cho bọn ta nói chuyện. Vậy được, ngươi có thể nói được rồi. Con đường bái sư xa xôi sẽ luôn chứa đầy gian khổ và những điều chưa biết. Nhớ năm xưa vì để tìm danh sư, ta đã đi sai. Không biết bao nhiêu con đường ở dưới mặt đất. Giật đổi sao dời, đáng thương lắm đó. Kích thích quá, vui quá đi.
Con đường bái sư nhất định phải gian nan như vậy sao? Người có gì mà gian nan đâu. Gian nan thực sự ai lại có thể nhìn thấy được. Đừng ngây ra nữa, mau đi thôi. Con đường phía trước còn có nhiều nguy hiểm hơn nữa đang chờ chúng ta. Còn nguy hiểm hơn hả? Vậy mau đi thôi, nguy hiểm chơi vui quá. Nóng quá đi. Bây giờ ta không còn thích nguy hiểm cho lắm nữa. Đừng có đá ta chứ. Xin lỗi. Đừng có chắn đường mà. Đây là nhà ta. Là ảo giác hay sao? Vẫn chưa tìm thấy hả? Con trai à, bất kể là con đi đâu, nhất định phải mang theo bùa hộ thân. Mong nó có thể bảo vệ cho con luôn được bình an. Mẹ ơi, con nhớ cha mẹ lắm. Ngươi nhớ được gì rồi? Mẹ lo lắng. Ta cha, ngươi lại gây quả nữa rồi. Bảo ngươi đến bái sư, nhưng ngay cả cha mẹ mình ngươi cũng không báo cho họ biết. Thật là không hiểu chuyện gì cả. Vậy ta về nhà. Đứng lại. Cha ngươi là một danh tướng, ngươi chỉ biết gây họa mỗi ngày. Không lo học chút bản lĩnh, ngươi có mặt mũi về nhà gặp cha mẹ của mình sao? Đừng có phá nữa. Vấn đề của ngươi còn nghiêm trọng hơn. Đệ tử Nara xin bái kiến sư phụ. Tốt, con sẽ là đệ tử nhập môn duy nhất của khóa học thứ nhất, lớp luyện thành thần tiên. Tốc độ nhanh của học viện thần tiên Động Kim Quang là 4 học viên. 1, 2, 3. Tiểu nha đầu, con không biết đếm hả? Nơi này chính là nhà của các con. Lộn xộn vậy. Cho các con nửa canh giờ dọn dẹp sạch sẽ đó. Bên này là địa bàn của ta. Cửa sổ là của ta. Rốt cuộc hai người cho ta ở đâu đây? Đừng có ngạc nhiên như vậy chứ. Ở núi Càn Nguyên, một ngày có sự biến hóa 4 mùa. Buổi tối đắp chăn nhiều vào. Chúng con phải ở đây bao lâu? Thiên cơ bất khả lộ. Trước đây có ngọn núi. Ngọn núi này chính là núi Càn Nguyên. Trên núi có một ông tiên già. Người ta đều nói ông ta điên điên khùng khùng. Thật ra thì ông ta đúng là điên điên khùng khùng thật. Qua đây. Chuẩn bị. Đi ăn. Ăn uống no nê rồi, bắt đầu học bài. Bài học hôm nay được Donnie đóng dài cho các con. Hãy cho tôi xem biểu hiện tốt của các con. Thuật chim nhỏ, diễn quyệt, yêu cầu bình tĩnh, tốc độ nhanh, chính xác.
Phải nhớ vị trí của từng huyệt đạo. Tiểu thổ, đập bể bia đá này sẽ giúp chữa bệnh cho con. Chỉ được dùng hai tay của con. Phương pháp tuy vẫn rất quan trọng, nhưng mấu chốt là lấy ít địch nhiều. Cho nên ta dạy con thương chớp điện, lấy ít địch nhiều rốt cuộc phải đánh bao nhiêu tên. Sư phụ, còn con thì sao? Con nên học cái gì ạ? Con à, học làm thục nữ đi. Thục nữ có phải là võ công lợi hại lắm không? Chú ý cách thiêu, đừng có nóng vội. To. Nghiêm túc vào. Mau biến to. Tại sao không có quyển sách nào là giải quyệt vậy? Đừng có dội, từ từ mà tìm. Con chỉ lo, lỡ như sư phụ không nhịn nổi thì phải làm sao đây? Tìm được cách rồi. Còn có công phu chân chính. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra các cậu đều mệt rồi. Hai ngày này trôi qua giống như hai năm vậy đó. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Ta cảm thấy bản thân dường như sắp trở thành thần tiên rồi đó. Còn lại tẩu hỏa nhập ma nữa rồi. Đừng có ồn nữa, cậu không thể im lặng chút sao? Cậu nghĩ bản thân là mấy cái gì hả? Cũng không có cách nào khác đâu. Nên thức dậy thôi. Gì vậy? Mới vừa ngủ thôi mà. Ồn ào chết đi được. Có chỗ nào giống thần tiên đâu. Con mới vừa ngủ thôi. Đáng ghét. Có còn để cho người ta sống nữa hay không? Mai mà mình vẫn chưa ngủ. Lại đây cả đi. Lại đây. Hai ngày làm nóng người kết thúc. Mấu chốt là hôm nay. Tặng cho mọi đứa các con một món quà. Là quà gì vậy ạ? Tiên đan sao? Mọi đứa chỉ có thể mổ hộp của chính mình thôi. Đừng để người khác xem đó. Nên nhớ thiên cơ không thể tiết lộ được. Đây là cái gì vậy? Có thể giúp mình tìm lại được ký ức đã mất không? Ngủ đi, tỉnh dậy thì có thể tìm lại được món đồ con đã đánh mất. Được rồi, đây chính là điều con muốn. Tu Di sau này phải dựa vào chính mình. Cuối cùng mình có thể kiểm soát được lớn nhỏ rồi. Cảm ơn sư phụ. Chuyện này không liên quan đến ta. Không cần nói gì cả. Vậy là được rồi. Mình nói được rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Chiếc giường ánh trăng sáng. Trong này là cái gì vậy? Ai đó? Mà nè, người có biết Nata đang ở đâu hay không hả? Không biết. Người vẫn còn nhớ dáng vẻ của Nata chứ? Ừ. Không nhớ được rõ ràng. Vậy cứ bắt hết mấy đứa con nít lại đi. Lai Phúc à, người thông minh quá. Con ngoan à, mẹ sẽ cho con ăn ngay. Con của tôi đâu rồi? Ai đó? Đứng yên. Đừng bắt con của tôi. Khốn kiếp. Mau mau mau, chạy mau. Nhà này đúng thật là nhiều con mà. Sao không thấy đứa bé nữa? Xảy ra chuyện gì? Có người bắt mấy đứa bé đi rồi. Mau đuổi theo đi. Mau đuổi theo. Mau lên.
Sư phụ, thì ra là thầy. Thầy chính là... Sư phụ, con phải trở về Trần Đường Quang. Phong ấn sẽ được giải trừ. Trở về giữ nhiều lành ít. Nó vẫn chưa được bỏ cuộc, nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Sư phụ, hay là... Mỗi người sống trên đời sẽ có sứ mệnh của riêng mình. Con có sứ mệnh của con, ta có sứ mệnh của ta. Sứ mệnh của ta chính là giúp con hoàn thành sứ mệnh của mình. Sư phụ à, thầy đang dạy con nói về đọc nhiều sao? Món quà ta tặng cho con chính là sứ mệnh. Sứ mệnh của con ở Trần Đường Quang, khi đóa hoa sen này nở rộ thì con sẽ hiểu được tất cả. Ai bảo các người bắt nhiều đứa trẻ như thế về đây chứ? Chúng tôi không tìm thấy Na Tra, chỉ có thể bắt vài đứa trẻ trở về đây. Đáng ghét, một lũ mắt dài não ngắn. Mau buông ta ra, ta sắp mù rồi nè. Đại ca, cứ thế này cũng không phải là cách đâu. Vì cung cấp khí oxy cho đám nhóc này, mỗi ngày tiếng quân cua đều phải ở đó nhả bong bóng hết. Khí oxy của Long Cung càng ngày càng ít, quân đội của chúng ta đã trở nên yếu sự uống đủ rồi. Lực phá hoại của đám nhóc này quá mạnh. Đợi bọn nó lớn rồi, làm sao chúng ta sống nổi đây? Ta ghét trẻ con. Hiệp nghị đình chiến với Trần Đường Quang rồi sao? Người có biết Na Tra đã giết công chúa Đông Hải rồi hay không hả? Không thể nào, con trai ta còn nhỏ sao có thể giết công chúa Đông Hải được? Ta có chứng cứ rành rành. Lý Tịnh, ngươi cũng là một danh tướng, lẽ nào muốn bao che cho con trai của mình? Ngươi không lo nghĩ cho bách tính toàn thành hay sao? Tiểu tổ tông này gây quả lớn rồi. Chuyện này phải làm sao đây? Chúng ta liều đi, nhưng bọn trẻ vẫn còn trong tay bọn chúng mà. Cho ta 3 ngày. Đợi ta tìm được Na Tra. Nếu như sự thật là như vậy, ta nhất định một mạng đền một mạng. Nếu như sau 3 ngày ngươi tìm không được Na Tra, hiệp nghị đình chiến giữa Đông Hải và Trần Đường Quang từ nay hủy bỏ. Tướng quân à, hơn nữa tất cả những đứa trẻ của Trần Đường Quang đều phải chôn theo Long Nữ. Na Tra. Na Tra. Sư phụ, xin lỗi, con nhất định phải trở về Trần Đường Quang. Nó vẫn luôn tích lũy năng lượng, quy lực thâm sâu khó lường. Nhớ kỹ, không được ham chiến. Tướng quân, mọi người không chịu rời khỏi. Mọi người đều muốn cùng sống cùng chết với Trần Đường Quang. Đều là quả do Na Tra gây ra. Không thể khiến người dân bị liên lụy được. Nhưng mà, truyền lệnh, tất cả binh sĩ hộ tống người dân ra khỏi thành. Mau đi đi. Dừng. Cha, mẹ, cho dù nguy hiểm nhưng con nhất định phải cứu các người. Na Tra, con đang ở đâu? Con của mẹ. Mẹ chỉ cần con có thể bình an trở về.
Cha, nếu con không trở về được, chàng nhất định phải chăm sóc cho mẹ thật tốt. Tướng quân, chàng không thể nghĩ ra cách gì sao? Na Tra dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Na Tra, con đã trưởng thành rồi, sẽ không khiến hai người phải thất vọng đâu. Kinh động đến thiên đình rồi, không thể kéo dài hơn nữa. Chuẩn bị tiến quân đến Trần Đường Quan. Tướng quân à, chuyện này nhất định phải cẩn thận. Việc này quan hệ trọng đại, hay là đợi Long Dương trở về? Mau chuẩn bị đi, ta phải dùng thằng nhóc đó để tế quân kỳ của ta. Tướng quân có lệnh, bắt tất cả những đứa trẻ đó tế quân kỳ của chúng ta. Cái gì? Chuyện này quá tàn nhẫn. Dạ Xoa đang điều binh khiển tướng, lập tức sẽ dẫn binh đến Trần Đường Quan. Nhưng mà những đứa trẻ này, ai đó? Ăn gan hùm hay sao mà dám xông vào Long Cung? Đừng trốn ở trong góc làm con rùa rụt cổ nữa. Có gan thì đấu với bổn tướng vài chiêu đi. Na Tra, Na Tra. Mau đi tìm, cho dù có lật hết cả Long Cung lên cũng phải bắt được bọn chúng. Mở to mắt của các ngươi ra, mọi ngóc ngách đều không thể bỏ sót. Một đám ngốc nghếch. Ai đó? Đồ ngu, hắn chính là Na Tra. Thật sự phải lấy ít địch nhiều hay sao? Bắt hắn lại, bắt hắn lại đi. Bắt hắn lại, Hỗn Thiên Lăng, theo sát ta. Cho là thông minh. Nhanh lên, chính là ở phía trước. Chúng ta theo lóc nước đó đi lên. Đó là cấm địa của thủy cung. Dám xông vào cấm địa của Long Cung, hậu quả rất là nghiêm trọng. Thả những đứa trẻ đó ra. Có gì cứ nhắm vào ta, cần gì phải dậy. Mau để bọn chúng đi, hại chúng ta chịu khổ mấy ngày nay rồi. Cấm miệng đi.
Vậy thì mau tránh đường, ta sẽ xem như làm chuyện tốt, đưa những đứa trẻ này đi. Nói mà nghe dễ quá, trong vòng 3 chiêu có thể đánh thắng ta thì sẽ thả ngươi đi. Ta còn chưa nói bắt đầu mà. Cái đồ đần độn, tiểu tử đừng đắc ý. Để cho ngươi biết sự lợi hại của binh tôm tướng cá. Mau trở về Trần Đường Quang. Na Tra gặp nguy hiểm. Sư phụ, mau xuất phát thôi. Gấp cái gì chứ? Hai bánh xe này là Phong Quả Luân, ngày đi dặn dặm cũng không thành vấn đề. Lúc khẩn cấp lại nói dông dài, có chỗ nào giống một vị thần tiên chứ? Đi thôi. Cái này có là gì đâu, ta vẫn chưa lên xe mà. Xuống dưới làm bạn với tiểu long nữ đi nào. Nói như vậy, tiểu long nữ là do ngươi giết. Đúng thì thế nào, ta không chỉ giết nó mà còn làm gãy sừng rồng của nó nữa kìa. Chỉ có ta mới xứng làm chủ nhân của Đông Hải mà thôi. Cậu ấy luôn muốn búi tóc của mình. Cái gì? Tiểu long nữ vẫn còn sống? Không thể nào. Ta sẽ lập tức cho ngươi biết tay, sẽ dùng ngươi làm gia vị. Người trước rồi sang bằng Trần Đường Quang sao? Đừng có nằm mơ. Gương mặt này phù hợp với người hơn đó. Nên tỉnh lại đi, cái đồ xấu xí. Yeah.
chọn trẻ trở về rồi. Chàng nhớ con quá. Là Naja cứu chúng con. Tiểu tử này thật là lợi hại đó. Không hổ danh là con trai của tướng quân. Hổ phụ không sinh khuyển tử. Naja trở về rồi. Tốt quá rồi. Tiểu tử này đúng là có bản lĩnh thật ha. Tỉnh lại đi Long Thái tử. Đi đi. Đến trường đường quan dùng máu rửa sạch nỗi nhục của ngài. Bọn trẻ rời khỏi đây. Tướng quân à, ngài, ta sẽ trở về cùng con trai của ta. Có Naja ta đây. Cho dù người là cái gì cũng đừng hòng mơ tưởng đến gần Trần Đường Quan. Naja. Sư phụ, chúng ta đến muộn rồi. Long Thái tử đã phá bỏ bi thông thiên. Hắn hấp thụ hết quán khí cùng nổi giận. Quy lực càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong trời đất còn có ai có thể trị được hắn đây hả? Con, câm miệng đi. Bây giờ quân ấy đã hoàn toàn thay đổi rồi. Con đi ngăn hắn lại. Để Naja đi xử lý hắn. Hả? Thầy nói Naja vẫn còn sống hay sao? Đợi một lát nữa sẽ biết thôi. Cho dù dùng hết công lực cả đời của ta, cũng phải tìm được Naja trở về. Hôm nay mới là bài học cuối cùng của mấy đứa. Bắt đầu thôi nào. Quả luôn.
sư phụ không sao chứ? Ta không sao cả. Sư phụ à, người đang co lại kìa. Lại là công phu mới gì đây? Na Tra đâu rồi? Na Tra, rốt cuộc cậu có sống lại được hay không? Cậu ta muốn phun lửa. Nó quay lại rồi. Na Tra trở về rồi, sư phụ chúng ta mau đi giúp đỡ thôi. Đến lúc rồi, nắm lấy tay của ta. Biết ba đầu tám tai là như thế nào hay không hả? Ba đầu tám tai chưa từng nghe đến. Sư phụ, người còn coi chút nữa là sẽ biến mất đó. Ta đưa các con lên trên. Cậu là ai vậy? Sao mình lại ở đây? Sư phụ, thầy đùa quá lố rồi kìa. Sư phụ, thế này thì chật rội quá. Nhổ nước bọt, không có gia giáo. Bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Cho ngươi một bài học khác. Sư phụ được Lý Tịnh tướng quân nuôi dưỡng.
loài người cũng hòa giải với loài long tộc. Trần Đường Quang qua bình trở lại, người dân cũng an cư lạc nghiệp, còn bọn Na Tra cũng không có xuất hiện nữa. Trọng trách bảo vệ Trần Đường Quang do ta đảm nhiệm. Mẹ, con về rồi đây. Dì mau dọn cơm thôi ạ. Lía lo, đừng ở đây ăn nói vậy bạ mà. Xem kìa, đồ các con dơ rồi, chịu không nổi mà. Bên này, cái đứa trẻ này. Nè, đừng như vậy mà.